Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Eglidenz for Adult được sản xuất tại Antibiotics. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Eglidens for Adults cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Eglidens for Adults Glycerol 2100mg Dạng bảo chế Dạng viên đặt Công dụng va chỉ định của Eglidens for Adults Hỗ trợ điều trị táo bón ở người lớn Egliden giúp hỗ trợ điều trị táo bón giúp người dùng dễ dàng đi vệ sinh. Làm giảm các triệu chứng khó chịu do táo bón gây nên. Cách dùng và liều dùng của Egliden for adults. Bước 1, rửa sạch tay trước khi lấy viên đặt ra khỏi vỉ. Bạn có thể làm ẩm viên đặt với nước lạnh để việc sử dụng được dễ dàng hơn. Bước 2, nằm nghiêng sang một bên, một chân duỗi thẳng, một chân co lên hướng về bụng. Bước 3, Dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đẩy đầu nhọn của viên đặt vào trong hậu môn cho đến khi ngập lút đầu ngón tay thì rút ra. Bước 4. Sau khi đặt xong bạn nên giữ viên đặt cố định và không vận động mạnh. Chống chỉ định của Eglidins for Adults Không sử dụng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Eglidins for Adults Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng những người mắc các bệnh có liên quan đến đường ruột hoặc trực tràng, bệnh trĩ, viêm kết, trực tràng xuất huyết, nứt hậu môn cần thận trọng khi sử dụng. Eglidens là liệu pháp hỗ trợ điều trị triệu chứng táo bón. Để đi ngoài được bình thường lâu dài người sử dụng cần thay đổi chế độ ăn uống, bổ sung chất xơ, uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể và vận động, thể dục thường xuyên, tập thói quen đi tiêu đều đặn. Sản phẩm có tác dụng sau 15 đến 30 phút. Nếu như không có tác dụng bạn không nên dùng thêm liều nữa. Liều thông thường là một viên, đặt khi cần thiết. Không sử dụng viên đặt để hỗ trợ điều trị táo bón quá 10 ngày. Nếu tình trạng táo bón không được cải thiện hoặc nặng hơn trong 10 ngày dùng viên đặt, cần thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Eglidens for Adults đồng thời biết cách sử dụng ingredients for adult sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.